Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Thì buổi tối ngày hôm nay là Tiên đang có mặt tại cái đám tang của bé Kim Tiểu Ly nha cô chú anh chị. Đó, một cái bức ảnh vô cùng đau xót khi mà nhìn thấy em lúc này cô chú anh chị ơi. Đó, ai cũng không mong muốn khi mà gặp lại em trong cái hoàn cảnh quá đau đớn luôn. Đó. Trong buổi tối thì hôm nay là Tiên đến để ghi hình cũng như là cập nhật chia sẻ đám tang cho cô chú anh chị được cập nhật ha. Đó, cái đám tang của bé Kim Tiểu Ly. Và bây giờ là Tiên sẽ cập nhật cái bản cáo phó của bé Kim Tiểu Ly. Tên thật là Nguyễn Thị Kim Ly, sinh năm 2002, nhâm ngọ, từ trần vào lúc 9:35 ngày 18 tháng 11 năm 2024, nhằm ngày 18 tháng 10 năm Giáp Thìn, hướng Dương 23 tuổi. Chương trình tang lễ, lễ nhập quan vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 11 2024, nhằm ngày 18 tháng 10 năm Giáp Thìn. Lễ an táng vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 11 2024, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Giáp Thìn. Sau đó linh cữu được an táng đất nhà ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Và đây là trại hòm sáu huynh. Rồi cô chú anh chị ơi, thì bây giờ là cũng đã khuya nhưng mà có rất là nhiều những cái cô chú hàng xóm cũng như là họ hàng thân thuộc về viếng bé Kim Tiểu Ly, nó rất là đông nha. Ai cũng thương cho bé mà ra đi còn quá sớm của chú anh chị. Đó, mới ngày nào bé còn vui vẻ cười với ba Long mà bây giờ ra đi quá đột ngột sau một cái cơn bạo bệnh ha. Thank you.
cũng xúc động khi nhìn cái bức ảnh của bé Ly lúc này, cô chú anh chị ơi, trên chiếc quan tài, trời ơi. Bóp lại nhỏ lại. Anh Long đang xuống, sáng thì anh Long có đưa bé Ly ra xe. Trên đường về thì bé Ly có hơi giờ bà con kêu bé Ly mắc thì rồi đây là cái hình ảnh người mà đã từng ẵm bé Ly trên tay, lúc nào bé Ly cũng ở trong vòng tay của bà. Bây giờ thì bé đã ra đi, bà cũng rất là đau lòng. Trong buổi tối ngày hôm nay là bà cũng quay cho chuẩn. khóc rất là nhiều, cô chú anh chị ơi. Bây giờ thì họ hàng cũng như là các cháu của bà ngoại bé đang ngồi để tâm sự cũng như là an ủi phần nào cho bà đỡ buồn ha. Hình ảnh tiều tụy của bà ngoại bé Kim Tiểu Ly sau chỉ vài ngày chiến đấu với bệnh tật, bây giờ thì bé cũng đã ra đi, cô chú anh chị, để lại bà trong nỗi niềm nhớ thương cũng như là buồn vì đứa cháu đã ra đi. Lúc này bà ngoại Kim Tiểu Ly bật khóc nữa. Trời ơi, thương bà quá cô chú anh chị ơi. Bà khóc nức nở luôn. Đây là quang cảnh phía trước. Rồi tới đây thì Hiện Tiên cũng xin phép được khép lại cái video này. Và Hiện Tiên xin chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi tối thật là nhiều niềm vui. Cũng như là Tiên cũng xin chia buồn cùng với gia đình của bé Kim Tiểu Ly. Và mong bé sớm về cõi Phật vãng sinh tịnh độ.